Hi, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về phần mềm quản lý bán hàng Mlotết của bên mình, chuyên về lĩnh vực gọi là quản lý sách hay là gọi là nhà sách á. Thì phân hệ này thì các bạn có thể nhập sách về, bán sách, cho thuê sách. Ngoài ra các bạn có thể bán nhiều thứ tương tự như là giấy bút hay là những thứ gì đó. Nói chung là cũng gần giống như là siêu thị. Và có thêm chức năng là cho các bạn có thể thuê sách dạng như thư viện. Rồi, thì để sử dụng thử phần mềm của bên mình thì các bạn cứ bấm vào cái link là mlotet.com.vn, đây là trang chủ của bên mình. Thì các bạn kéo xuống, các bạn tìm một quản lý sách nè. Các bạn bấm vào. Tại đây thì nó sẽ show ra chi tiết phần mềm sẽ làm được cái gì và video hướng dẫn. Thì các bạn có thể bấm vào dùng thử miễn phí thì phần mềm sẽ tự động loát ra phần mềm luôn mà các bạn không cần phải đăng nhập. Thì khi các bạn sử dụng phần mềm bên mình thì các bạn tất nhiên sẽ có tài khoản mật khẩu, còn đây là mình sẽ up sẵn thì các bạn nó sẽ tự động nó vào thẳng phần mềm. Rồi đầu tiên mình sẽ đi thẳng vào mục thư viện luôn. Thì ở đây các bạn có thể cho thuê sách hoặc là bán sách tùy ích. Bán sách thì các bạn có thể vào điểm bán lẻ. Cho thuê sách thì các bạn có thể vào thư viện. Quản lý sách thì các bạn sẽ vào kho vận. Mua sách thì các bạn sẽ vào mua hàng. Và trả tiền cho cái việc mua sách đó thì sẽ vào tạo hóa đơn. Rồi, thì cho thuê sách và bán sách đi. Thì nó sẽ có một điểm chung là nó sẽ trừ tồn kho. Cho nên tồn kho các bạn nó sẽ chạy theo thời gian thực. Ví dụ như trường hợp bạn có cuốn sách A, các bạn bán có 3 cuốn sách A. Các bạn bán đi một cuốn sẽ còn 2 cuốn, các bạn cho thuê một cuốn sẽ còn một cuốn. Thì trong tồn kho nó sẽ xuất ra nó sẽ còn có một cuốn thôi. Rồi, bây giờ mình vào thư viện. Tại đây thì đầu tiên các bạn sẽ vào cấu hình, chọn loại thành viên. Thì tại đây các bạn sẽ tạo những cái cấp bậc thành viên khác nhau. Ví dụ ở đây mình ghi là thành viên mới. Thì thành viên mới có số tiền để nạp vào trong đây là bao nhiêu? Thì đây mình sẽ gõ là 100.000. Thì nạp 100.000 á, cái hạn sử dụng của cái thẻ này là trong vòng bao lâu? Hạn sử dụng trong vòng 60 ngày. Rồi, cái thẻ này có hết hạn hay không? Nếu mà không hết hạn thì bạn tích vào đây thì nó sẽ không yêu cầu cái ngày nữa. Các bạn bỏ ra thì sẽ yêu cầu ngày. Có nghĩa là 100 ngàn khi nào mà xài hết thì thôi á. Rồi, còn đây là sản phẩm tham chiếu. Thì đây mình ghi là thành viên mới. Mình cứ tạo vậy thôi. Thì tự động hệ thống nó sẽ liên kết với cái thành viên mới để nó tính tiền. Thì có hạn chế số lượng sách thuê cho cái thành nhóm thành viên mới này hay không. Rồi điều khoản và điều kiện ghi chú thì các bạn có thể thêm vào đây tùy thích. Rồi bấm lưu. Rồi có thêm một giải thưởng thì nó dành cho những người mà đọc sách nhiều chẳng hạn, như vậy mình cấp giải thưởng cho họ như đó nào đó thì các bạn có thể thêm vào đây. Rồi tiếp theo thì để có sách thì các bạn phải bấm vào sách, chọn sách nè. Tại đây các bạn bấm tạo, các bạn ghi sách là, mình ví dụ là sách sách A. Ở đây các bạn bấm vào là quyển sách. Thì tại đây nó sẽ cho ra một cái phần gọi là chi tiết cuốn sách, lịch sử phát hành. Thì các bạn bấm vào chi tiết cuốn sách này. Nó sẽ có tên sách, tác giả, số trang, thể loại, mã ISBN 10 và 13, thông tin nhà sản xuất, chủ sở hữu bản quyền, chi tiết phiên bản. Đó, những cái này. Lịch sử phát hành thì khỏi. Các bạn muốn thêm vào thì các bạn thêm. Chữ phát hành ở đây của mình có nghĩa là mình cho người ta thuê nha các bạn. Mình cho người ta thuê thì mình phần mềm của bên mình được lý giải là việc cho phát hành sách ra ngoài. Sau đó thu hồi phát hành lại, có nghĩa là mình thu hồi cái việc thuê sách lại. Rồi, chi tiết cuốn sách thì các bạn có thể thêm vào đây. Ngoài ra thì sách của bên mình
Ở đây nó có mục cho các bạn thêm tác giả và nhà xuất bản này. Ở đây có tác giả này, nhà xuất bản này. Thì ngoài ra phần mềm của bên mình nó cho phép các bạn nhập sách theo mã gọi là ISBN 10 và 13. Thì tại đây, mình ví dụ mình có tra Google này, mã số tiêu chuẩn sách quốc tế tại Việt Nam này. Thì tại đây nó có nêu ra một cái mã ISBN BN 10 có cái dãy mã như thế này. Các bạn sẽ hiểu là nghĩa là đằng sau cuốn sách nó sẽ có cái mã barcode nó tương ứng với lại cái dãy mã này. Thì cái dãy mã này nhà phát hành sách họ sẽ phải đăng ký, chứ không phải là muốn phát hành sách là được đâu. Nếu mà các bạn bán sách đã được nhà phát xuất bản niêm yết thì nó sẽ có cái mã này. Thì các bạn bấm vào đây. Lúc nãy mình đã vào sách, mình chọn sách đúng không? Sau đó bấm tạo. Thì tại đây các bạn có thể bấm chữ nhập sách nè. Ở đây nó ghi phần mềm sẽ tìm kiếm dữ liệu theo sách quốc tế nè. Thì các bạn bắt cái mã nó vào đây. Các bạn nhận chi tiết sách. Đây, nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ liệt kê tên cuốn sách này ra luôn. Nó sẽ thêm hình vào đầy đủ hết cho các bạn luôn. Các bạn bấm tạo cuốn sách nè. Rồi, các bạn vào sách chọn lại. Thì tại đây nó đã hiện ra đây rồi. Đó. Nó hiện thông tin chi tiết cuốn sách ra. Nó hiện đầy đủ hết. Đây, nó cũng có ngôn ngữ đây. Thể loại đây cho các bạn. Rồi. Thì hiện tại các bạn thấy nè. Hiện tại tồn kho đang có một. Có nghĩa là bạn phải nhập càng nhiều sách càng tốt. Cho nghĩa trong trong cái thư viện của bạn. Trên phần mềm á, mình đang nói trên phần mềm. Thực tế các bạn không có cuốn sách đó, nhưng mà trên phần mềm có, vẫn không sao. Nó sẽ là dữ liệu gốc để khi nào các bạn có thể thuê sách, các bạn mua sách về, các bạn nhập kho. Ví dụ như ở đây, mình có cuốn sách này, hiện tại đang tồn không cái nè. Thì để học viên á, có thể thuê được sách này, thì các bạn sẽ vào đây, chọn mua hàng. Thì cái việc chọn mua hàng, mình sẽ làm video sau. Video bây giờ mình sẽ nói về thư viện thôi. Rồi, sau khi đã có sách, đã có loại thành viên rồi thì mình sẽ tạo thành viên. Đây. Mình sẽ bấm tạo. Thành viên A B C D. Mình ví dụ vậy là thành viên thư viện nè. Đây. Tư cách thành viên, chọn thành viên mới. Giới tính nam giới đó. Rồi bấm lưu. Tại đây nó sẽ bắt cho thành viên nó phải nạp thẻ như thế. Mình sẽ bấm vào gia hạn thành viên, mình bấm vào chọn thành viên mới nè. Số tiền gia hạn là 100.000, hạn tiếp theo là mình nãy mình để 60 ngày đó, thì nó sẽ hiện ra 30 tháng 8. Hình như mình để 30 ngày thì phải, à 60, đúng rồi, gia hạn và hóa đơn. Đó, nó sẽ hiện thị ra như thế này. Thì đúng như thông tin như thế này thì các bạn sẽ bấm ghi nhận thanh toán. Mình chọn tiền mặt hoặc ngân hàng. Tại đây mình khách thanh toán cho mình tiền mặt thì mình chọn tiền mặt này. Mình tạo thanh toán. Rồi. Thì đây nó đã tăng lên 30 tháng 8 rồi các bạn. Sau đó các bạn vào sách phát hành. Rồi, các bạn bấm vào đây. Tên sách nè, mình ví dụ cuốn sách mình vừa mới thêm xong là cuốn này. Đây nó sẽ liệt kê hết ra đây. Thì tại đây các bạn chọn cái ngày thuê sách là ngày hôm nay nè. Cái ngày trả lại là ngày 8. Thuê cho nhân viên thành viên A lúc nãy nè. Rồi. Thì tại đây bấm lưu. Nó báo nè, không có sẵn cái bản sao cuốn sách để cho phát hành nè. Đó. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua sách về. Sau đó quản lý sách và tồn kho. Sau đó tiếp tục sẽ có một cái video về cách phát hành sách này ra, nó sẽ tự động nó trừ tồn kho. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video.